Hôm nay là đồ ăn hơi trễ nha. Lời bạn chứ lời ơi. Không làm gì đâu. Hồi nãy bạn làm nước nó đậm quá, cá nó nhát, nó không dám lên ăn. Tôi phải thò tôi đợi, xong rồi tôi dùng hết mọi công lực tôi rặn ra thêm mấy lần nữa, tôi mới dùng nó lên được. Bạn làm sạch sẽ rồi, ăn thoải mái đi. Sạch rồi, sao hết á. Tôi ăn cho lớp. Đây, con gà chua ngon. Ủa, mày bỏ cà chua vô gì đây? Không có cá không mà. Cà chua đâu ra? Mày làm cá, mày có làm sạch đồ không vậy? Cá này phải làm sạch đồ. Lâu lâu tao chỉ nhờ mày chỉ làm cá thôi mà mày không làm sạch. Mày đến nhìn chung luôn. Không cho là bạn, nấu chín nó rồi. Ăn mà rồi. Cái nhà lá dừa kia mà ông bạn cũng có máy tôi gạt từ trước giờ bị gì đâu.